Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Đấy, chỉ mấy trăm nghìn thôi thì chúng ta sẽ mua được một bộ mic không dây. Đấy, đây là một bộ mic không dây. Thì với cái bộ mic này thì chúng ta có thể là di chuyển khắp nơi. Ví dụ như các bác có thể mang ra ngoài, hát bên ngoài này. Có thể là để hát trên xe hơi được luôn này. Đó, đây là một bộ mic đa năng nhá, giá rất là rẻ và anh em cũng có thể hát ở trên trực tiếp trên bộ dàn karaoke nhà mình luôn. Đấy, và bộ mic này nó như thế nào thì em xin mở hộp nhé. Đấy, mở hộp để có thể là giới thiệu với các bác và anh em nhìn nó rõ hơn và nó chi tiết hơn các bác nhé. Đây, xin phép là mở hộp này. Đó, và khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên trong nó đã có tay mic vào đây các bác này. Em sẽ bỏ bớt này, các cái bộ mic đằng sau này xuống này. Đây. Đây, chúng ta sẽ thấy phụ kiện bên trong các bác nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chống lăn cho mic nhé, rất là cẩn thận luôn. Đấy, chỉ vài trăm nghìn của chúng ta cũng đầy đủ phụ kiện như những cái dòng mic chuyên nghiệp. Đó, đây là bộ chuyển đổi từ 3.5 ra 6 ly nhá. Anh em có thể hát trên loa ô tô. Đấy, thường thì chúng ta ở trên ô tô chúng ta có cái đường input ấy, mà nó lại là cái đường mic, nó là đường đường 3.5 này. Đấy, thì các bác có thể dùng để chuyển đổi nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái dây sạc nữa này. Đó, và bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc chìa khóa đấy. Đấy, đây chính là một cái chiếc chìa khóa có ghi hình là 2.4G anh em nhé. Đấy, các bác nhìn xa thì nó rất là giống một chiếc chìa khóa đúng không? Đấy, tuy nhiên để mà hát được á, chúng ta không thể thiếu được cái thiết bị này, đó chính là cái đầu thu sóng. Đấy, đầu thu sóng cho tay mic nhé. Đấy, và khi mà chúng ta hát thì chúng ta sẽ phải bật cái đầu thu này lên. Và cái đầu thu này thì chúng ta sẽ là sạc điện anh em nhé. Đây, đây là sẽ là lỗ dây sạc này. Đấy, khi mà chúng ta hát thì các bác sẽ phải sạc pin nó lên. Đấy, sạc pin thì chúng ta sẽ bật nó lên anh em nhé. Bật nó lên bằng cái nút nguồn đây. Và trên cái đầu thu này thì chúng ta có thể tăng giảm được âm lượng luôn các bác này. Tăng giảm được âm lượng ở trên đầu thu luôn anh em nhé. Đấy, rất là hay. Đấy, rất là hay. Rồi, đến nhân vật chính thì chúng ta sẽ có tay mic ạ. Em xin giới thiệu tay mic cho anh em nhé. Tay mic cũng khá là đẹp, rất là đẹp luôn nhé, chứ không phải là mic rẻ tiền mà chất lượng nhìn nó xấu đâu. Đây các bác thấy không, đây chính là mic đầu rồng, mà viết không dấu thì em cứ đọc như vậy nhé. Đấy, đầu rồng, rất là chất lượng luôn anh em này. Đó, và em sẽ tháo luôn cho anh em xem cái côn này. Đấy, côn mic nha. Trên bộ mic thì chúng ta quan trọng nhất là cái côn này anh em nhé. Đó, đây chính là côn mic này, hàng phải nói là cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Cái côn này nó sẽ thu trực tiếp cái âm khi mà chúng ta hát, nó thu trực tiếp vào cái côn này. Đấy, sau đó nó chuyển tới cái đầu thu. Đó, nó sẽ chuyển tới cái đầu thu này. Đó nhá. Đấy, khi mà tín hiệu chúng ta phát, chúng ta nó thu vào đây, sau đó là nó đưa vào cái đầu thu này anh em này. Đấy, khi mà chúng ta bật lên là như này nhá. Đấy. Và chuyển tới cái đầu thu này thì cái đầu thu này nó sẽ tiếp nhận và nó đưa vào vang hoặc là âm ly ở trên bộ dàn. Đấy, sau đó nó phát ra loa. Thì cái côn này là cái rất là quan trọng nhé. Đó. Và đặc biệt là cái mic này á, anh em mua á, thì là sẽ không cần phải mua pin. Đấy, mà cái mic này nó là anh em sạc trực tiếp nhé. Đấy, và sạc thì chúng ta sẽ sạc bằng cái chân sạc tai si. Đấy. Sạc bằng chân sạc tai si luôn nhé. Đấy, cái sạc tai si bây giờ rất là phổ thông đúng không? Đó, và anh em mua cái dòng mic này thì không bao giờ là chúng ta phải mất tiền mua thêm pin. Đó, chúng ta có sẵn pin sạc luôn. Và thiết kế của mic thì rất là đẹp. Đúng không ạ? Thiết kế mic rất là đẹp nha. Đó, rất là chất lượng luôn anh em này. Thiết kế mic rất là đẹp. Đấy, và khi mà chúng ta hát thì chúng ta sẽ bật nguồn lên. Bật nguồn là cái chua này. Đó. Và đây thì như là em chưa sạc rồi, nó đang hết pin. Đấy, anh em về là có thể là sạc pin đầy nhé. Và mỗi lần sạc thì chúng ta hát mỗi lần sạc đầy đấy, các bác có hát được 3 đến 4 tiếng đồng hồ, hát liên tục 3 đến 4 tiếng luôn nhé. Đó, tay mic rất là đẹp này, hàng rất là chất lượng nha. Đó, giá chỉ có vài trăm nghìn thôi. Anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.